Sau đây là kết quả xổ số Đà Lạt, Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1-1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6-0-3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5840, 2542, 8280. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3698. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05220, 38423, 46565, 92724, 30619, 75488, 51331. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 37379, 86693. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47582. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68857. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 96184. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 96184.